Kính thưa quý vị, Đài Loan đón năm mới với ánh sáng và tiếng nổ của pháo bông, tin từ Đài Bắc. Hàng chục ngàn người dân ở Đài Loan đã chào đón năm 2014 với những pháo bông màu vàng lấp lánh. Pháo bông được bắn ra từ một trong những tòa nhà cao nhất thế giới, đó là tòa nhà Đài Loan 101, theo sau là một buổi hòa nhạc. Chương trình pháo bông đã bắt đầu với tia laser chiếu sáng một bức tượng của siêu anh hùng người nhện cao 4.5 mét. Phương tiện truyền thông địa phương đưa tin 24.000 cây pháo bông đã được bắn ra trong năm nay với chi phí tổng cộng lên đến 1 triệu Mỹ Kim và đã được bắn liên tiếp trong 218 giây đồng hồ đầu tiên của năm 2014. Năm nay cũng kỷ niệm năm thứ 10, chương trình pháo bông được bắn ra từ tòa nhà Đài Loan 101. Chủ đề của màn pháo bông năm nay là màu vàng, được chọn lựa đặc biệt cho năm 2014 là năm con ngựa.